Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các một chiếc xe Touring đến từ thương hiệu của Gian. Dòng Touring cao cấp nhất của Gian XFSL, Gian XFSL1. Và chiếc hôm nay em về có em đánh giá trên 95% về độ mới các bác nhé. Xe rất mới. Đến từ thương hiệu của Gian XFSL1. Bây giờ sẽ là đánh giá chiếc xe. Vâng, rất là tông màu đen và điểm nhấn là những đường chỉ sơn màu đỏ và xanh. Với dòng Gian thì đây là một mẫu bán dòng Touring bán chạy nhất tại Gian em. Gian XFSL1 em đã review rất nhiều về chiếc xe này rồi. Ở đây chiếc cực mới các bạn nhé, trên 95%, không một vết xước. Em sẽ lướt qua hình thức. Lớp sơn màu đen lì các bác nhé. Với lớp sơn này các bác khi bị bụi bẩn bám vào chỉ cần lau qua là nó hết rồi. Có thể lên Google search thêm về chiếc xe này. Gian XFSL1 với bộ khung của alu XL. SL là Superlight các bác nhé, là siêu nhẹ. Cái bộ khung của Gian thì được sử dụng công nghệ nhôm alu X, rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Cho bộ khung siêu nhẹ ở mềm. Trên khung có mã QR code của hãng. Và về em thấy có một cái đèn nháy sau nhưng chắc là hết pin rồi, ấn không lên. Các bác về có thể thay pin vào. Yên nguyên zin của hãng Gian. Logo đây. Yên rất là mới các bác nhé. Lít của Shimano. Có thể thấy đây là lít của Shimano luôn. 9 thằng lít. Lít còn rất là mới, lít và xích. Rất là mới. Xe rất dễ sử dụng các bác nhé. Củ đề của Shimano Alivio. Và vành nguyên cặp của hãng Gian. SX2. Để thấy chữ Gian đây, vành nguyên zin. Thông số lốp, vành lốp là 700x28C. Đây là bộ thông số thông thường của dòng xe Touring, giúp các bác đi bon hơn ở đường phố, đường bằng. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Đĩa nhôm nữa nhé. Đĩa 3 tầng. Đây, Shimano đồng bộ theo xe. Xe trang bị dây âm sườn. Những chiếc xe cao cấp của hãng Gian thì được đi dây âm sườn. Phía bên trên đây phốt và ghi đông nguyên zin của hãng Gian. Phiên bản theo xe. Cái bộ tay bấm xả 9 tầng lít và 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Phanh dầu của Shimano các bác nhé. Phanh đĩa dầu thủy lực. Phía dưới em sẽ quay bộ phanh. Phanh đĩa rất là mới. Vành trước cũng của hãng Gian đó nhé. Gian SX2. Thôi bây giờ em sẽ vào đo chiều cao không đúng một xe.
Xe có chiều cao không đứng là 47 các bác nhé. Ngang là 52. Size S phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7 đi với chiếc xe này. Bây giờ chuyển động. Xe trang bị 9 tầng lip của Shimano. Dây lip. Cường lip. Rất tốt các bác nhé. Bộ đèn của Alizio. Bên tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rồi, xe chuyển động rất là tốt. Một chiếc xe cao cấp nhất của dòng Gia Nikkei BL. Vâng, và vừa đánh giá xong chiếc xe Touring Gia Nikkei BL 1. Chiếc xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano Alivio và bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Chiếc xe có giá cực tốt để gửi em mức giá là 9,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhập tin Zalo 0975 7993 để xem những hình ảnh chi tiết của chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại gửi em. Xin chào các bác theo dõi video.